Điên điên này, thằng này mày làm gì đấy? Này, đây là chuyện riêng của tao nhé, đừng có xía mũi vào. Đưa đây. Đó, nói chuyện của bố mày à? Mày bảo có chia sẻ. Đã bắt được đối tượng hành hung và cướp đồ của phụ nữ. Ra đây chi viện. Có chuyện gì vậy đội trưởng? Cô, giữ họ tôi. Cô tỉnh rồi à? Đừng nữa tôi. Cô yên tâm, tôi là tổ trưởng tổ bảo an ở đây. Lúc nãy là có cái thằng ăn xin này nó đột nhập vào xe cô lấy trộm đồ của cô ấy. Bây giờ cô vào trong cô kiểm tra xem có mất mát gì không. Đâu hết rồi? Tiền tôi đâu hết rồi? Này anh kia, tiền tôi đâu? Anh giấu tiền ở đâu thì mau lôi ra đi chứ còn gì nữa. Chắc chắn là nó giấu ở đâu rồi. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy nó lẻn vào trong xe cơ mà. Anh ta bị tâm rồi, bây giờ có chắc anh ta cũng có làm được cái gì đâu. Trong xe của tôi có camera, để tôi vào xe kiểm tra. Vậy thì tốt rồi. Này, đi xem đi. Vậy là anh à? Tại sao đội trưởng đội bảo vệ lại đi ăn cắp tiền của khách hàng là sao? Mau trả lại tiền cho người ta đi. Này, tôi sẽ báo cáo cái video này lên công ty an ninh nhá. Anh sẽ bị phạt vì điều này. Này, tôi là đội trưởng của cô ấy, cô dám tố cáo tôi không? Tại sao lại không dám chứ? Mau đi theo tôi về trụ sở công ty. Xin lỗi cô, tôi sẽ xử lý việc này. Vâng, cảm ơn cô. Đi theo tôi. Xin lỗi anh, xin lỗi tôi trách nhầm anh rồi. Đây coi như là lời xin lỗi của tôi. Anh không thích sao? Để tôi cho anh cái này. Tôi cảm ơn cô. Anh nói được hả? Để tôi gọi chị bảo vệ kia lại. Chị bảo vệ ơi, chị bảo vệ, có thêm nhân chứng này. Không cần đâu, không cần đâu. Hắn ta bị bắt đi rồi, bây giờ có gọi lại thì cũng thế thôi à. Sao ngay từ đầu anh không tố cáo tên tội phạm ấy luôn? Thực ra tôi hay ngủ ở đây. Bây giờ tôi sợ rằng tôi tố cáo hắn ta ấy thì hắn ta lại kiếm chuyện với tôi. Cho nên tôi sợ. Tất cả tôi cũng thấy là xe cô có camera rồi, nên tôi cố tình làm như thế để gây sự chú ý. Rồi kiểu gì hắn cũng sẽ bị camera ghi lại thôi. Anh giỏi thật đấy. Cũng bình thường thôi. Đây là bưu thiếp của tôi, có gì anh cứ tìm đến địa chỉ này nhá. Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt anh. Chẳng hiểu rồi. Chào cô ạ. Anh tới rồi hả? Đây là nhà hàng của tôi, anh có thể làm việc ở đây được không? Nhưng mà tôi không biết một chút gì về nhiệm vụ nhà hàng hết ạ. Không sao, tôi có thể đào tạo anh mà. Anh muốn vị trí nào để tôi đề bạt cho? Dạ, thật ạ cô. Nhưng mà tại sao cô lại tốt với tôi như vậy ạ? Anh tốt với tôi trước mà. Với lại, thời buổi này kiếm được người trung thực như anh khó lắm. Dạ vâng, tôi cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Chúng ta vào trong thôi. Đây là đồng phục của nhà hàng, anh vào trong tắm rửa thay đồ đi. Xong rồi ra đây tôi hướng dẫn công việc cho. Dạ vâng. Phục vụ, đỡ menu xem nào. Dạ vâng ạ, anh chờ một chút. Mày chính là cái thằng ăn xin hôm trước này. Không ai đổi nghề đi ra phục vụ à? Dạ vâng, tôi không làm ăn xin đâu. Thằng chó này, hôm trước mày dám giả cầm để lừa bố mày gì? Bố mày cho mày chết nhá. Này anh kia, anh làm gì vậy? Sao anh lại nhân viên của tôi? Người quen à? Thì ra là anh muốn gì đây? Chả muốn gì cả, chỉ muốn dạy cho cái thằng câm này nó lừa tôi vào bài học thôi nhá. Anh đừng có mở quá đáng, có tin tôi gọi cảnh sát không? Được, chúng mày giỏi lắm, cứ chờ đấy. Ừ, cô quẹ. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cũng may là nhờ có cô, không thì hôm nay tôi no đòn rồi. Không có gì đâu, mà anh đã quen với công việc chưa? Tôi cũng quen một chút rồi. Anh cũng thiệt là, tại sao lại chọn cái công việc bồi bàn mà làm chứ? Có nhiều vị trí tốt hơn mà. Thì tôi muốn phấn đấu bằng sức lao động của mình, chứ không muốn được thiên vị. Cô! Có người ta! Đồ ngu! Bây giờ là của bố mày! Cướp! Cướp! Đứa ai cướp! Này, cầm lấy ném nó đi! Nhưng anh, lỉnh thật đấy! Chúng mày chết! Cái vali này nặng thật đấy, con kia ngu thật, anh em mình trúng mánh lớn thôi em ơi. Cô gì ơi, cô làm sao không? Lấy xe đưa họ đi viện nhanh lên.
Cô gì ơi, cô gì ơi, cô bị làm sao thế này? Tỉnh dậy đi, cô gì ơi. Ôi, em gái, em có sao không? Em còn cảm thấy đau ở đâu không? Anh là ai? Anh là anh trai của em. Năm xưa em đi lạc, cả gia đình đã tìm kiếm nhưng không có tin tức. May quá lần này về quê, anh tìm được em rồi. Anh bị điên đấy à? Sao tôi biết là anh có lừa tôi hay không? Anh tìm thấy trong vali của em có giấy tìm người thân và anh em hồi nhỏ. Chắc chắn em cũng đang đi tìm anh đúng không? Anh xin lỗi thời gian đã qua đã không tìm thấy em. Nhưng từ giờ anh hứa sẽ yêu thương em và chăm sóc em thật cẩn thận. Em trở về với gia đình mình nhé. Anh làm nghề gì? À, anh là chủ tịch công ty. Giờ em trở về sẽ là tiểu thư của gia đình mình. Anh trai, anh có biết là em tìm anh khổ sở như thế nào không? Từ bây giờ anh đừng bỏ em đi nữa nhá. Được rồi, em gái của anh. À! Chính là đừng chờ tôi. Ông kìa, cô cứ bình tĩnh đã. Là tôi thấy cô nằm ngất ở đó cho nên tôi đưa cô về đây để nằm nghỉ hơi tạm một chút thôi. Thật đó? Vậy tôi xin lỗi. Không có gì đâu. Mà tôi hỏi một chút này, cô hình như là ở chỗ khác đến đúng không? Tôi thấy cô nhìn lạ lắm. Tôi là trẻ mồ côi, tôi ở dưới quê lên để tìm người thân là anh trai. Nhưng mà giờ mất vali rồi, mất hết bị giấy tờ và tiền bạc rồi. Thế thì để tôi giúp cô báo công an tìm người thân nhé. Sao anh lại giúp đỡ tôi? Hay anh là kẻ lừa đảo? Cô buồn cười thế. Giúp đỡ người khác thì đâu cần lý do đâu. Tạm thời chưa có nhà ở thì cô cứ ở tạm đây đi. Rồi nếu mà không thích thì cô đi, không sao cả, tôi không ép. Cảm ơn anh. Anh tới đây làm gì? Em ăn tí rau cũng phải cho anh ăn tí bún chứ, đồ lừa đảo. Này, im đi, tai vách mạch rừng đấy. Có sợ cái chó gì hả? Cô chỉ là một đồ lừa đảo, đồ ăn cắp thôi. Bố mẹ cũng chỉ nhặt ve chai. Thế mà dám giả dạng làm em gái của chủ tịch à? Xong rồi quên đi cái thằng bố cũ này á? Tôi mà không được miếng nào là tôi nói toẹt ra đây, tôi chả sợ gì đâu. Anh muốn cái gì? Bây giờ em làm nào em sắp xếp cho anh một cái công việc ở công ty của nhà em đi. Chứ bây giờ anh cứ đi trộm cắp mãi như này, có ngày nó bế anh nó vào tù nó khổ lắm. Với cả là tiện thì cho anh thêm tí tiền nữa. Được, thế thì dễ. Nhưng mà anh nhớ phải cẩn thận cái mồm miệng của anh đây, kẻo chết cả lũ. Anh Lâm ơi. Này, chúng mày làm cái gì đấy? Chào cô, tôi nghe nói là anh Lâm đang tìm người thân cho nên tôi đưa em gái đến nhận mặt ạ. Không lẽ con bé này là em gái thật à? Trông cô quen lắm. Hình như cô là người lái xe chở kẻ cắp vali của tôi. Này, đừng có mà nói linh tinh nhá. Ai ăn cắp ở đây? Mà ở đây nhá, không có một ai tên Lâm cả. Đi đi. Còn mày nữa, ăn nói linh tinh ta báo công an đi nhá. Cái lũ mọi rợ chúng mày đến đây tính làm tiền đấy à? Tôi... Đi đi Nhưng Anh. Có chuyện gì mà em sợ hay thế Linh? Em xem, anh tặng quà sinh nhật cho em này. Dạ, em mới đi về nên là hơi mệt thôi, không sao hết ạ. Đây là công ty mới thành lập, anh để đứng tên em. Từ giờ em chỉ học quản lý thôi, là có thể tiếp quản công ty rồi. Em cảm ơn anh. Này. Anh là ai? Con này mày ngu ấy, mày không nhớ là tao là ai à? Ừ, đúng rồi đấy. Tao khuyên mày ấy, mày khôn ngoan thì tìm cách mà về quê đi nhá. Đừng có tìm gia đình ở đây nữa. Đấy là chuyện riêng của tôi, anh mong sẵn cho tôi nhất định phải tìm gia đình của mình. Ôi, con này mày bướng nhở. Mày bướng thì mày cứ ngủ ở đây đi nhá. Chứ cái vị trí của mày ở gia đình ấy đã có người khác lấy mất rồi. Loại mày có phấn đấu cả đời không tìm lại gia đình đâu. Ngu. Ơ, Thảo. Anh Lâm, đây là anh Huy, người yêu của em. Hôm nay em dẫn anh ấy về ra mắt đấy. Dạ, chào anh ạ. Chào anh. Dạ. Công việc hiện tại của anh là gì? À, hoàn cảnh gia đình xa giao.
làm sao lại quen biết em gái tôi? Anh hỏi nhiều thế. Hôm nay lần đầu anh ấy đến ra mắt mà. Với cả em với cả anh ấy cũng yêu nhau lâu rồi. Hay là anh tác thành cho bọn em cưới nhau nhá? Anh không đồng ý. Sao lại thế? Anh không đồng ý có nghĩa là anh không thương em đúng không? Thế thì thôi, em sẽ bỏ nhà ra đi, từ mặt anh luôn. Vì một người đàn ông mà em chối bỏ gia đình mình, đe dọa cả anh, em không nhớ em đã tìm anh vất vả như nào à? Bây giờ anh không đồng ý cho bọn tôi kết hôn nghĩa là anh không thương tôi chứ còn gì nữa. Thế thì việc gì tôi phải nhận anh làm anh? Vậy à? Vậy thì em còn nhớ hai người này không? Sao hai người này lại ở đây? Là anh đưa cô ấy về. Không ngờ đúng không? Đây mới là em gái ruột của tôi. Còn cô chỉ là đồ giả. Không thể nào. Em mới là em gái ruột của anh. Đừng có dối trá nữa Linh. Tôi đã xác nhận ABN rồi. Thảo mới là em gái ruột của tôi. Còn hai người ấy là đồ giả mạo. Hôm trước còn ăn cắp vali khiến em gái tôi bị tai nạn. Không phải đâu. Là cô ta vu khống em đấy, anh phải tin em. Tôi là người đưa Thảo về nhà để chăm sóc. Và tôi đã chứng kiến anh Huy là đồng bọn của cô bắt cóc cô ấy rồi ném cô ấy ở ngoài bãi rác. Bây giờ hai đồng bọn nhận tội đi, đừng có chối cãi nữa. Và tôi đã ghiền tất cả mọi thứ rồi. Bắt anh ta lại cho tôi. Không. Tôi xin anh khai cho tôi được không? Tôi sẽ trả lại hết toàn bộ tiền mà. Cô đã giả mạo em gái tôi còn ăn cắp. Hai người xứng đáng đi tù. Anh Toàn, đưa họ lên công an giúp tôi. Đi. Đừng mà, tha cho tôi đi mà. Anh xin lỗi vì đã không tìm được em sớm. Cảm ơn em và Toàn đã không từ bỏ, vẫn cố gắng tìm anh. Anh Toàn là người tốt, nhờ có anh ấy thì em mới gặp được anh. Chúng ta phải cảm ơn anh để... Phải, anh ấy là một người tốt. Ăn đi, tôi sẽ cho cô tiền, rất nhiều tiền. Nhưng cô ơi, đây là thức ăn cho chó mà. Sao tôi có thể ăn được? Cô đừng thấy tôi nghèo đói mà coi thường tôi chứ. Đói ấy thì rác cũng ăn mà. Nói gì đến mấy cái thức ăn cho chó này. Cô chịu ăn đi, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền. Nhá, ăn đi. Được, tôi sẽ ăn. Ngoan lắm. Từ giờ trở đi, cô sẽ là chú chó nhỏ của tôi. Đi về. Đồ ăn cho chó đẳng cấp thượng hạng đây mọi người ơi. Đồ ăn cho chó người nhìn cũng phải thèm này mọi người ơi. Đại hạ giá và mua đi ạ. Cô chào hàng như vậy là sao? Đồ ăn cho thú cưng thì dù có làm tốt thế nào thì người làm sao mà ăn được? Thế thì anh không biết rồi. Bây giờ ấy, thú cưng cũng là để thể hiện đẳng cấp của chủ mà. Đồ ăn bây giờ cũng phải toàn hàng xịn, toàn hàng cao cấp thôi. Mấy cái thứ này ấy, đến người còn chẳng bao giờ được ăn. Nên là nhìn thèm là phải rồi. Đúng 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 đúng. Này, là thà làm chó nhà giàu còn hơn là làm người nhà người ở ấy nhỉ? À, mà tôi thấy mấy cái túi đồ này trông đúng là cao cấp đắt tiền thật đấy. Chắc chắn là con vung mumi nhà tôi thích lắm ấy. Dạ vâng, thú cưng của anh mà dùng sản phẩm này ấy, đảm bảo lông sẽ rất là mượt, phát triển khỏe mạnh và lại còn năng động nữa. À, để tôi bảo nhân viên nhà tôi ăn thử cho mọi người xem nhá. Có cả nhân viên ăn thử cơ à? Tất nhiên rồi, sản phẩm nhà tôi người cũng ăn được mà. Tôi sẽ cho nhân viên nhà tôi ăn thử và nêu rõ cảm nhận cho mọi người xem nhá. Này, mau ăn đi, rồi nêu rõ cảm nhận cho mọi người nhá. Ồ, được anh ạ, ăn hết chỗ này tôi mua 5 gói cho cô luôn. Đúng rồi anh, ăn đi cho xem nào. Này, dừng lại đi. Đây không phải là bán hàng nữa rồi, đây là hạ nhục người khác. Cô mau nói cho mọi người biết là tôi không hề ép cô đi. Đây hoàn toàn là do cô tự nguyện. Đồ ăn nhà chúng tôi là sản phẩm cao cấp. Cả người và chó đều ăn được. Hàng nhà tôi đắt ấy, không phải chỉ vì chất lượng sản phẩm mà cả vì chất lượng phục vụ nữa. Làm gì có nhà nào mà thuê cả người về để ăn thử cho mọi người xem như thế này đâu. Đúng không nào? Dạ, là tôi tự nguyện làm như vậy. Dù sao sản phẩm này cũng được làm từ những nguyên liệu đảm bảo, dù người hay thú cưng đều ăn được. Cô đừng có vì tiền mà bất chấp tất cả như thế. Ô, cái ông anh buồn cười nhỉ. Ông anh không có tiền mua thì ông anh ra chỗ khác thì phiền quá. Chứ bây giờ chúng tôi là khách hàng, chúng tôi muốn xem những cái trải nghiệm thực tế để chúng tôi mua được hàng tốt cho con vung mumi nhà tôi chẳng hạn. Cô mau ăn đi. Thế tôi mua nhá. Thế là bây giờ lấy thử một gói nhá. Đây, tôi mua mấy gói nhá. Các người cứ dừng lại ngay không? Tôi sẽ báo công an là các người dùng chiêu trò bẩn để kinh doanh đấy nhá. Tôi không ăn nổi nữa rồi. Này, cô làm cái gì đấy? Ở trên này, cô bảo là cô sẽ ăn hết cơ mà. Không ăn hết tôi sẽ không thanh toán tiền cho cô đâu.
chết rồi, cô ấy không ổn rồi, phải đưa cô đi bệnh viện ngay. Ô, cô tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo là cô bị ngộ độc, cho nên cô bị bất tỉnh như vậy. Bây giờ cô có sao không? Tôi đau một chút nữa thôi, không sao cả. Cô bị nằm ngất như vậy làm tôi lo quá, mãi không tỉnh. Sao anh tốt với tôi vậy? Đợi đến cả khi tôi tỉnh lại mà tôi không có tiền trả viện phí cho anh đâu. Hay anh cho tôi nợ nhá, có dần tôi sẽ trả. Không sao đâu, cô không cần phải trả gì đâu, đó là việc tôi nên làm thôi mà. Với cả thực ra tôi là sao? Thực ra tôi là chủ tịch công ty sản xuất sản phẩm cho thú cưng. Sản phẩm đó là sản phẩm mới ra mắt mà tôi tung ra thị trường và để chiến dịch mới. Hóa ra các người là cùng một ruột. Các người vì tiền mà coi thường danh dự, tính mạng của người khác. Các người thấy tôi thấp cổ bé họng, lên mày thuê tôi đúng không? À, không phải như vậy đâu. Tôi đi khảo sát tình hình thì tôi mới biết được chuyện này. Và tôi không ngờ được rằng mọi chuyện lại thành ra như thế. Tôi không tin, cô ta là nhân viên của anh. Chả lẽ cô ta làm gì? Không cần sự đồng ý của anh sao? Không phải như vậy. Trong cái mục kinh doanh của chúng tôi không hề có chiến dịch mà phải làm những điều như thế cả. Mà thực ra nó là những hành vi vi phạm đạo đức, chứ không phải là kinh doanh gì cả đâu. Thôi, tôi không muốn nói chuyện với một người như anh nữa. Này, khoan đã, cô cứ bình tĩnh đã. Bây giờ cô đang uống như vậy, không thể nào đi lại được đâu. Cần phải nhìn nhớ thêm. Với cả, tôi biết là cô sẽ giận tôi, nhưng mà tôi hứa rằng tôi sẽ làm mọi cách. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô và nhất định tôi sẽ đòi lại danh dự cho cô và trừng phạt thích đáng những kẻ mà đã gây ra chuyện này. Đừng có mà giả tạo. Các anh sợ tôi kiện các anh đúng không? Yên tâm đi, tôi không có tiền kiện mấy người đâu. Cô cứ bình tĩnh đi. Và thật lòng tôi rất lo cho cô. Và tôi đang nghi ngờ chính bản thân mình đang bị cấp dưới lợi dụng và che mắt. Vậy nên tôi sẽ tìm mọi cách để đòi lại danh dự công bằng cho cô. Được rồi. Mọi người ơi, đẳng cấp thú cưng, đồ ăn hảo hạng đây. Đảm bảo là người ăn xong cũng phát thèm đi chứ. Đồ ăn này nhà tôi sẽ có người test trước thú cưng của nhà các bạn đây ạ. Mọi người ơi, mua đi. Mọi người ơi, đây là lừa đảo ấy, mọi người đừng mua hàng của nhà con này, nó lừa đảo ấy. Đúng rồi đấy, tôi đến để trả hàng đây. Cục cưng nhà tôi ăn vào thì nhập viện rồi ấy kìa. Cô đây cho chúng tôi đi, đây đi. Còn cục cưng của tôi lên trên trời gặp ông bà ông vải rồi, cô trả nó về đây. Các người ăn nói kiểu gì đấy? Đồ ăn nhà tôi là đồ ăn cao cấp mà, làm sao mà có chuyện đó được? Chắc chắn là thú cưng của các người ăn nhiều quá bị bội thực hoặc là ăn cái gì linh tinh rồi. Một mình bé nhà tôi bị thì không sao, bây giờ cả cô ấy cũng bị, nên thì chắc chắn là đồ của nhà cô có vấn đề rồi. Cô bao đề cho tôi đi, nếu không tôi đập nát cái quán của cô ra, xong tôi bóc cô lên mạng, cô không có quyền làm ăn đâu. Từ từ đã, mọi người, chắc chắn là không phải do đồ ăn nhà tôi. Hôm qua có người nhà tôi còn ăn thử trước mặt các người còn gì. Thế đấy, thế bây giờ cô ăn lại thử đi xem nào, cô ăn chúng tôi mới tin. Này, từ đã, làm sao mọi người ăn được quẩn ở đây chứ? Này, lại đi. Các người làm cái trò gì đấy? Anh xem, chúng tôi coi thú cưng như những thành viên trong gia đình. Thế mà cô ta bán đồ như thế, đối xử với chúng nó như thế đấy, tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu. Chính vì cái thái độ thượng đẳng và so sánh con người với thú vật và các người thì mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay đấy. Ngay từ ngày hôm qua, khi mà cô ta dùng chiêu trò để ép người khác ăn cái đồ ăn này, các người phải nghi ngờ về đạo đức của cô ta rồi chứ. Thế tôi coi thú cưng như những thành viên trong gia đình, như những người bạn của mình là sai à? Vấn đề này không sai, nhưng mà cái sai ở đây là các người lại coi thường cô gái này và tiếp tay cho hành động của cô ta đấy. Bây giờ các người làm thêm những điều gì nữa là sai càng thêm sai thôi. Phải bình tĩnh lại để giải quyết theo trình tự của pháp luật đi. Đúng rồi đấy, anh ấy nói đúng đấy. Quả thật, tất cả chỗ hàng này đều là hàng giả và hàng nhái. Sản phẩm chính hãng không hề có mùi như thế này. Và thêm nữa là cái bao bì này tuy làm rất giống rồi, nhưng mà trên bao bì không hề có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Này, lại đến lượt anh nữa. Anh thì biết cái gì chứ? Làm như là anh sản xuất ra mấy cái này không bằng ấy. Tôi là chủ tịch công ty mà cô đang làm việc đấy. Và tôi thật không ngờ được rằng sản phẩm của công ty đưa cho nhân viên làm, các cô lại mang ra ngoài để làm trục lợi như thế này. Còn đây, đây là giấy tờ kiểm tra hàng giả mà cô bán đấy. Cô xem đi. Chủ tịch. Sao? Cô tính đổ lỗi cho ai nữa đây? Sử dụng hàng giả hàng nhái thế này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Rồi thêm nữa là dùng chiêu trò bẩn trong kinh doanh. Từng đó tội thôi đã đủ để khiến cô đi tù vài năm rồi. Tôi xin lỗi. Cái này là do tôi sơ suất. Tôi nghe theo lời xúi dục của đồng nghiệp thôi. Đúng là làm này có cả dây chuyền với nhau. Tôi đã cho rà soát lại tất cả nhân viên từ trên xuống dưới rồi. Các cô cứ chờ đấy, các cô sẽ phải trả giá thôi. Tôi xin lỗi mà. Cô gái, cô có thể nói giúp với chủ tịch hộ tôi được không?
tôi thực sự là tôi biết lỗi sai của mình rồi. Tôi không muốn đi tù đâu. Hay là bây giờ tôi sẽ ăn cái đồ ăn này cho cô xem nhá. Làm vậy thì khác nào tôi cũng sai theo cái cách mà các người đã làm. Tôi chỉ mong cô hiểu rằng dù chúng ta là ai thì cũng không có quyền coi thường người khác như vậy. Dù làm bất cứ chuyện gì thì cái đầu tiên cô phải cần nhớ này, vấn đề đạo đức luôn phải đặt lên hàng đầu. Nếu như không có đạo đức thì làm chuyện gì cũng thế thôi, không bao giờ thành công được và sẽ phải trả giá đấy. Cái chuyện hôm qua là chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi cô ạ. Cô không sao chứ? Chúng tôi xin lỗi nhá, cô đừng trách chúng tôi. Thay mặt cho công ty, tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người và tất cả sản phẩm hàng giả hàng nhái thế này và kém chất lượng thế này. Công ty chúng tôi sẽ thu hồi về và bồi thường cho khách hàng một cái sự bồi thường thỏa đáng. Bởi vì từ trước đến nay, công ty của chúng tôi luôn làm việc bằng cái tâm, cho nên rất hy vọng rằng vẫn luôn được khách hàng ủng hộ như bây giờ ạ. Còn cô nữa, tôi sẽ thu xếp cho cô một công việc đàng hoàng, rồi hy vọng rằng cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật vậy sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy còn tôi thì sao? Đã làm sai rồi thì phải chịu trách nhiệm thôi. Cô cứ chờ ở đây, chờ công an tới làm việc với cô đi.